Cô chào các em. Sau đây, cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, trang 68, sách giáo khoa sinh học 9, đề bài như sau. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng nhiễm sắc thể của bộ nhiễm sắc thể là 2N cộng 1 và 2N trừ 1? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu thật kỹ bài 23 đột biến số lượng nhiễm sắc thể trong sách giáo khoa sinh học 9, trang 67. Cô cùng với các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Các em chú ý ở trên slide. Cơ chế nhiễm sắc thể dẫn đến sự hình thành thể ba nhiễm 2N cộng 1 và thể một nhiễm 2N trừ 1 như sau. Trong giảm phân, do sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở một phía bố hoặc mẹ, kết quả tạo ra một giao tử có cả hai nhiễm sắc thể ở một cặp là 2N cộng 1 và một giao tử không mang nhiễm sắc thể nào ở cặp đó là 2N trừ 1. Sự kết hợp giữa giao tử N cộng 1 và giao tử N trừ 1 với giao tử bình thường N trong thụ tinh tạo ra thể ba nhiễm 2N cộng 1 và thể một nhiễm 2N trừ 1. Như vậy, cô cùng với các em đã trả lời xong câu hỏi số 2, trang 68, sách giáo khoa sinh học 9. Hẹn gặp lại các em ở những video sau.